Nhiều người trong những giấc mơ em về thăm bên cửa sổ. Nước mắt em rơi mà lòng anh đau đớn. Xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Vượng Hạnh TV ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các cô chú anh chị, tới các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho toàn thể mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Sau đây thì chúng ta lại xoay quanh câu chuyện của Mạnh Quỳnh cũng như ca sĩ Phi Nhung. Kính thưa các quý vị và các bạn, trong những thời gian gần đây, có rất nhiều những nỗi buồn và cũng có những niềm vui. Nhưng thưa các quý vị, nỗi buồn trong giới các ca sĩ thì có ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh viễn rời xa trần thế để trở về một nơi xa xôi để Phi Nhung có thể vui với nắng sớm mây chiều, bỏ lại tất cả các con cùng toàn thể anh chị em bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là chị Phi Nhung ra đi để lại cho người tình tri kỷ của mình là anh Mạnh Quỳnh một nỗi xót xa vô tận. Thay vì những nỗi buồn đó thì anh Mạnh Quỳnh ngày hôm nay cũng đã truyền tải những tình cảm của mình để dành cho ca sĩ Phi Nhung qua những lời ca tiếng hát. Thứ nhất là để cho toàn thể các quý vị và các bạn khán giả trong và ngoài nước được nghe những ca khúc, những làn điệu mà rất là thân thương, tình cảm để dành cho ca sĩ Phi Nhung của Mạnh Quỳnh. Và tiếp tục thì Mạnh Quỳnh vẫn sáng tác những ca khúc hay, những ca khúc buồn nói về ca sĩ Phi Nhung để cho toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta không quên lãng Phi Nhung. Vì ca sĩ Phi Nhung là một người có đức, có tài và cũng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghệ thuật cũng như giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn trong cuộc sống. Chỉ tiếc rằng ca sĩ Phi Nhung đến ngày hôm nay ra đi vẫn còn quá trẻ, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho tất cả mọi người. Và giờ đây thì trong những tình cảm sâu nặng đó, Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục sáng tác và gửi gắm tình cảm của mình vào trong những lời ca tiếng hát. Sau đây tiếp tục mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc Mạnh Quỳnh viết về ca sĩ Phi Nhung. Và bài hát đó diễn ra như thế nào thì xin được kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe. Thank you.
dường luôn thấy. Vì thăm thăm anh có phải rằng là em không không thể nào quên anh? Để từ đây trở đi anh với em sẽ luôn không bao giờ hai đứa mình có thể bên nhau. Nhưng thời em ơi, nếu như em thấy gặp anh trong giấc mơ, vì hai chúng mình bây giờ đã cách biệt nhau âm như đôi. Không bao giờ giờ đây anh thương em mà không không nói được lời. Đàn đã thôi ngậm ngùi nhìn biển em yêu yêu anh.
để anh một mình mãi cô đơn. Em yêu anh, nhìn giấc mơ anh thấy em. Đôi dòng nước mắt đôi dòng chỉ khóc mà thôi. Bây Thank you.